thì mỗi tháng nắm thôi, vì cái lịch đi lâm sàng nó rất là ngắn, có 2 tuần thôi, thì mình nắm được cái thế là mình đi lâm sàng sẽ nhanh hơn. Thế để 2 tuần đó vừa đi vừa đọc thì các bạn sẽ không có đủ thời gian và cũng không nắm được gì nhiều. Và vì mục tiêu học tập của các bạn bài này sẽ nắm được các nguyên nhân mở mắt từ từ, hoặc là hoạt động từ từ là như thế nào, rồi một là như thế nào, rồi tuyên truyền vận động các trường hợp mở mắt đi khám chuyên khoa kịp thời. Thì sao? Bởi vì nếu mà các bạn mở mắt mà các bạn không đi khám kịp thời, các bạn sẽ gặp trường hợp là bỏ mất cái thời gian vàng để trị bệnh. Khi mà các bạn có những cái mờ mắt đột ngột, các bạn sẽ đi khám sớm, thì khi đó mình sẽ can thiệp điều trị kịp thời để giữ lại cái thị lực hoặc là giúp cho thị lực mình phục hồi. Chứ nếu mà các bạn đợi một thời gian xa bạn mới đi khám, thì khi đó có những cái trường hợp nó đã có những tổn thương rồi, và những tổn thương đó nhiều khi để lại di chứng bệnh viện mà các bạn không thể nào mà có thể phục hồi được. Khi đó thì nó là ổn ha. Ví dụ như trong trường hợp tâm động mạch chẳng hạn, mới chỉ là chuyên mờ mờ án án động đất thôi, mấy bạn điều trị các bạn phẫu thuật thì có thể đi vào ngân hàng cái động mạch lại chi phủ. Nhất là trong những trường hợp các bạn bị cận thị nặng thì có thể giữ được thị lực hoặc là có thể giúp thị lực phục hồi một phần. Tuy nhiên nếu mà mấy bạn để cho đổi quá cái động mạch, các bạn tăng càng ngày càng nhiều lên thì những cái động mạch đấy tăng ra rồi nó sẽ bị mất đi thị lực của điện, do cái động mạch bị chết, không được tiêu hao, không được nuôi dưỡng cho máu, thì những cái động mạch không có thể phục hồi được của mấy bạn nha. Cho nên trong những trường hợp mà mắt thì các bạn phải đi khám, tránh để những cái đáng tiếc xảy ra cho chậm trễ của mình. Và đáng trễ phục hồi được thị lực nhưng mà chúng ta không phục hồi được thì muộn lắm. Rồi, nếu mà bạn nào mà đã đeo mắt kính rồi thì bạn sẽ biết ha, đây là gọi là bản thị lực. Thì bản thị lực thì có chức năng như thế nào? Nếu mà mấy bạn mà muốn mà đánh giá mình thị lực tốt hay không thì mấy bạn cần phải có một cái thang đo, đúng không? Ví dụ hai bạn khi với nhau nói mắt của tôi tốt hơn mắt của bạn thì mấy bạn phải có cái con số cụ thể. Ví dụ mắt tôi được 10 điểm rồi, mấy bạn có 8 điểm thì dĩ nhiên mắt tôi sẽ tốt hơn rồi ha. Thì cái gì để giúp mấy bạn đánh giá được cái nào tốt, cái nào xấu và tốt bao nhiêu, xấu bao nhiêu là đủ để mấy bạn điều trị tiếp nha. Thì cái bản thị lực sẽ giúp cho mấy bạn định lượng được cái mức thị lực của mình. Thì hai cái bản thị lực đầu tiên của mình là bản thị lực chữ S Latin. Cái bản này thường sử dụng cho tất cả các bạn ở đây bởi vì các bạn biết chữ, đọc được chữ rồi ha. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái bản thị lực khác, ví dụ như bản thị lực hình ở giữa dành cho em bé. Bản thị lực hình này thật ra nó cũng khó sử dụng. Ví dụ như mấy bạn nhìn cái hàng cuối cùng thì mấy bạn biết đó là con gì không? Ở thị lực hình xui, chị nó bật được không? Tại vì thật ra thì khi các bạn đưa cho một đứa bé nó đọc, các bạn hỏi con này con gì, nó sẽ ưu ơ, nó treo, nó nhìn một hồi và nó lắc đầu. Nó lắc đầu không có nghĩa là nó không thấy, mà nó lắc đầu là nó không biết con đó là con gì nha. Cái này mấy bạn sẽ không đánh giá được, nó không thấy hay là nó không biết ha. Tại vì cái hình vẽ mà khi càng nhỏ thì cái nét chi tiết đó, nó không có đủ để xác định nó là con gì. Rồi hai cái bạn gần bên phía ngoài đi vào đó là hai cái bạn tiền lực vòng tròn hở lên đông và bạn chữ E. Hai cái bạn này thông thường dành cho những người không biết chữ hoặc là những người những trẻ nhỏ nhưng mà đủ để hợp tác với mình. Hai những cái bạn này các bạn sẽ sử dụng khi mà bệnh nhân thấy được cái vòng tròn nó hở về bên nào khi tỏ lộ chân có thấy được chữ đó. Còn nếu mà bệnh nhân không xác định được vòng tròn hở về cái bên nào thì coi như thị lực ở cái hàng đó bệnh nhân không có. Còn cái bạn chữ E cũng vậy, các bạn sẽ hỏi bệnh nhân là bà thấy cái chữ E, cái không phải chữ E thì không biết chữ E, xin lỗi, bà sẽ thấy ba cái que nó hay quay về như thế nào. Các bạn có thể cắt một cái chữ E để mẫu cho bệnh nhân, bệnh nhân sẽ cầm cái chữ E trong tay và bệnh nhân xoay cho các bạn, bệnh nhân sẽ xoay cái chữ như thế này để cho biết cái này biết được hay không nha. Cái này là cách sử dụng cái bản thị lực thôi. Thì các bạn chỉ chiếu lên đây cho các bạn coi chỉ là cái hình dạng của các bạn biết thôi, chứ thật ra bản thị lực nó sẽ có cái chuẩn của nó. Giống như kg cũng có chuẩn kg, huyết áp cũng có chuẩn huyết áp, cái máy đo huyết áp của các bạn sẽ được định chuẩn. Thì cái bảng này cũng được định chuẩn. Thì thông thường cái bảng này kích cỡ chữ, độ đậm của chữ và độ sáng của cái bảng, khoảng cách của cái bảng tới mắt của các bạn, tất cả phải được định chuẩn thì các bạn mới đúng. Chứ không thể nào một bạn ngồi gần cái này so sánh với một bạn ngồi tốt lớp thì nhìn cái bảng được, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Thông thường cái kích cỡ chữ nó sẽ có một cái chuẩn riêng và cái độ sáng của cái bảng chữ này phải là 100 lux. 100 lux LUX là cái độ đơn vị để đo độ sáng ha. Và thông thường tất cả những cái bảng chữ của các bạn sẽ được khoảng cách mắt
khi mà mấy bạn ở trong cái phòng non nhỏ hơn, mấy bạn có thể sử dụng khoảng tầm 3 mét, 2 mét rưỡi. Nhưng khi đó cái chuột của mấy bạn sẽ với cái tỷ lệ nhỏ hơn, đương nhiên ha. Rồi, cái bảng đầu tiên, cái bảng chị minh họa cho mấy bạn thấy cái gì đầu tiên ha. Thì mấy bạn sẽ thấy cái thang điểm chấm từ 1, 2, 3, 4 tới 11 ha. Khi bạn đọc được cái hàng đầu tiên ghe lớn nhất, còn mấy cái hàng sau bạn đọc không được thì chị chỉ cho bạn được đọc điểm thôi. Bởi vì mấy cái sau bạn sai hết. Khi mà bạn đọc được cái hàng 10, chị sẽ cho bạn 10 điểm. Khi mà bạn đọc được cái hàng 11, cho bạn 11 điểm. Cái đó gọi là cái mức độ thì được của mấy bạn. Thang điểm lên thang nhỏ 10 ha, giống như đi học gì đó, cái này là cái đơn giản nhất. Còn những con số cái thang điện lực khác thì nó sẽ phức tạp hơn. Đây là điện lực dễ dàng cách nhận nhất, thường sử dụng ở châu Âu và sử dụng ở Việt Nam. Ở Mỹ thì thường sử dụng cái thang điện lực khác, 20, một số khác hơn, nó có cái phần thức quy đổi. Cái này thì các bạn dễ tưởng tượng với khi đi học các bạn cũng xài. Lý do thì sao có những cái điện lực đó? Thì mấy bạn nào mà có nghiên cứu về thống kê, về này nọ, các bạn sẽ biết là tất cả những cái quy luật đều phân phối theo một cái dạng là dạng chuẩn. Dạng chuẩn là dạng hình chuông. Dạng hình chuông có nghĩa là gì? Trong dân số của mình, đây là dân số của mình ha. Cái cột ở dưới ngang là dân số, còn cái cột dọc là điện lực. Thì đa số tất cả dân số của mình sẽ có cái phần cái nắp chuông và cái cao nhất đạt điện lực tối đa khoảng 10/10. Đa số khoảng 90% dân số sẽ đạt được cái điện lực 10/10. Tuy nhiên có một số bạn trong lớp chúng ta thì gen tổn thương hoặc vì những cái bẩm sinh, các bạn sẽ có điện lực thấp hơn, có thể 7/10, 6/10, thậm chí 1/2/10, 1/2/10 chắc không đi học ở đây nổi đâu, mình khó. Hoặc là thấp hơn nữa, nó có những trường hợp bị bệnh lý bẩm sinh khiến mình không có điện lực thấp hơn, nhưng cái đó chỉ là những cái tỷ lệ nhỏ trong dân số thôi. Đa số chúng ta sẽ có điện lực từ 10/10. Tuy nhiên một số bạn cũng có thể có điện lực tốt hơn, 13/10, 12/10, 20/10, vân vân. Tỷ lệ rất thấp, các bạn tưởng tượng được không? Cho nên cái mức điện lực của mình trung bình trong dân số sẽ là 10/10. Điều đó không có nghĩa là không có bạn điện lực 7. Có bạn đó đem tính sao thì cũng được 7. Tôi có tổng thị, tôi cũng 7. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi được 7. Không ai nói gì với bạn hết, không cần điều trị gì hết. Đó là bạn sinh quay. Còn có bạn thì nói, trời tôi nhìn được tới hàng 11, thậm chí 12 cái tôi nhìn cũng được. Cái đó là trời phú cho các bạn phát tin ha. Còn đa số các bạn ở đây sẽ đạt chuẩn khoảng 9/10. Là dưới hàng quả đó, 9/10 là ok, còn dưới hơn thì hơi thấp một tí. Rồi khi mà các bạn nhìn một cái dòng chuẩn, ví dụ bạn chỉ đọc được hàng ghe bự này thôi, thì người ta sẽ cho bạn nhìn qua cái kính lỗ. Kính lỗ là gì? Mấy bạn sẽ thấy nhìn cái hình ngoài cái cửa ra vào đó là cái bảng màu đen, chỉ đen nhem mắt mà thôi. Còn cái mà bên tay phải gần cái chị đây là cái bảng có nhiều cái lỗ tròn trên đó, cái này gọi là cái kính lỗ. Cái lỗ đó thôi, cái nó chả là cái kính đâu các bạn, nhưng mà người ta gọi là cái kính lỗ. Bởi vì khi mà nhìn qua đó nó có chức năng giống như cái kính vậy đó. Mắt của mình khi nhìn qua cái lỗ thì điện lực của mình sẽ tăng lên 3 hàng trở lên. Khi đó chứng tỏ mắt có tật khúc xạ nha. Còn nếu mà không từ 3 hàng trở lên, dưới 3 hàng hoặc thậm chí thấp hơn nữa thì coi chừng có bệnh lý gì đó. Thì ví dụ thằng bạn mắt bên phải chỉ nhìn đường vào cái dòng đầu tiên thôi, cái e bự đầu tiên, bạn đường bằng kính thôi, cái chữ khác bạn không thấy. Chị đưa cái kính lỗ vô cho bạn, nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ xíu đó, bạn đọc được hàng số 2, số 3, số 4, và tới số 5 lần, bạn đọc được tới hơn hàng số 5. Thì khi đó chị sẽ tích được, em đi cắt bóng kiến đi, em có thể chỉ có tập khúc xạ thôi, không có gì đâu. Còn nếu đúng bạn đó, mà nếu bạn đưa cái kính lỗ và bạn nói với chị, em cũng thấy được không, hàng của chị em không có gì cải thiện hết, hoặc thậm chí đưa cái kính vô, bạn nói, ồ, em thấy nó còn tệ hơn, không có đeo, không có để lỗ nữa nữa. Thì chị phải cho bạn đi khám tầm soát đo đạc rất là kỹ, bởi vì khi đó chị nghi ngờ có tổn thương trong mắt làm cho bạn nhìn mờ, chứ không phải được thường là tật khúc xạ. Cho các bạn tật khúc xạ không phải là bệnh lý, tật khúc xạ chỉ là một cái tật mà thôi, và có thể chỉnh bằng cái mắt kính. Các bạn chỉ cơ đơn thuần đưa cái ống lens ra rồi các bạn tính được rồi. Còn bệnh lý có nghĩa là gì? Bệnh lý là cái thứ mà đòi hỏi bạn phải can thiệp điều trị bằng thuốc bằng phẫu thuật, cái đó là bệnh lý. Còn tâm các bạn chỉ hỗ trợ tập gì đó mà thôi nha. Cho nên là tập khúc xạ không phải là bệnh lý. Trong tập khúc xạ có một bệnh lý gọi là bệnh lý võng mạc cận thị nặng, các bạn sẽ đọc cái đó các bạn sẽ thấy cái đó gọi là bệnh lý thật sự. Bởi vì khi đó nó sẽ liên quan tới những tổn thương đáy mắt, có thể có xuất huyết, xuất tiết, còn võng mạc vân vân, đòi hỏi phải can thiệp xử lý.
thường cận thị, viễn thị, loạn thị, các bạn sẽ gọi là sống phóng xạ chứ không phải là sống phóng xạ nhanh. Lý do vì sao nó có nhiều lợi lắm? Cho đẹp hay là cho nhìn? Tự nhiên là cho nhìn rồi ha. Các bạn tưởng tượng cơ mắt của các bạn, cái đồng tử của các bạn là để nhìn hình chỉ có 2 ly thôi. Nếu mà cái lỗ cũng 2 ly nữa, mà trong quý của các bạn đang các bạn được một cái lỗ duy nhất 2 ly, các bạn sẽ đánh đố một chân không? Các bạn dễ tìm không? Để vô tìm mà hỏi luôn ha. Cái lỗ 2 ly, người ta dùng cái lỗ đó chỉ để bệnh nhân tìm dễ hơn mà thôi, chứ không có tác dụng gì nhiều hơn đâu. Tập lỗ, nhiều lỗ, đều nhìn hình như nhau, chỉ có điều nhiều lỗ khả năng tìm cái lỗ nhanh hơn và dễ hơn, còn tập lỗ khả năng tìm cái lỗ thấp hơn. Bởi vì đã có trường hợp rồi, các bạn một cái lỗ duy nhất, các bạn tự nhìn các bạn kèm con mắt này một lỗ duy nhất đưa cho bà già là bà già để vô tập lỗ của bà thấy tập lỗ bà không thấy chết là bà này làm chuyện của bác sĩ sao vậy, thấy gì đâu mà đau nha, bảo kiểm tra. Rồi cái phân loại giảm thị lực này các bạn sẽ học để đánh giá kiểm ha. Đây là một cái phân loại theo khu, thứ nhất là nhằm để phân loại bệnh nhân khiếm thị để có những chính sách cho người ta thôi. Thì các bạn đọc cái tham khảo và rất là kiến thức cho đánh giá kiểm bởi vì dễ cho. Cái mức độ giảm thị lực thì các bạn sẽ thấy có 5 độ, các bạn sẽ không thấy được mức thị lực trên 3 phần 10. Bởi vì theo khu thì thị lực các bạn từ hàng số 4 trở về sau là mức thị lực đủ để các bạn có thể được coi như là người bình thường, sinh hoạt bình thường. Mặc dù hiện tại có thị lực 4 phần 10 thì yếu hơn các bạn có thị lực 10, 10, 9 phần 10, nhưng mà nó đủ để cho các bạn đi học, đi làm ở ngoài nhà và cộng đồng. Và một số bạn chỉ có thị lực từ hàng đầu phần 10 tới 3 phần 10, tiếp đó các bạn chỉ nhìn được 3 hàng đầu tiên, thì khi đó các bạn đã vô mức độ giảm thị lực loại 1. Có nghĩa là đã có ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc là công việc của các bạn rồi. Rồi khi mà thị lực các bạn thấp hơn nữa thì các bạn sẽ được phân nhóm vào các cái nhóm khác nhau. Để chi? Để người ta có những chính sách hỗ trợ cho người khiếm thị là thứ nhất. Thứ hai là phân phối những cái công việc làm phù hợp với cái mức độ thị lực của người khiếm thị. Nha. Khi mà thị lực xuống cái hàng số 4 thì các bạn thấy gần như bệnh nhân chỉ còn cảm nhận được sáng tối mà thôi. Nha. Sáng tối, ST có nghĩa là sáng tối, tức là khi chỉ định hướng tờ lạng sáng khi mà đi tới chỗ đó. Bệnh nhân không thể làm được gì hết, ngoài trừ sinh hoạt cá nhân là hay mắn lắm rồi. Thậm chí không nhìn thấy được cái cửa hay cái toilet nữa. Nha. Còn tới hàng cuối cùng, số 5. Số 5 là sáng tối âm tính, có nghĩa là sao? Tối đen như mực, chả thấy gì hết. Nha. À, hồi nãy chị quên nói với bạn về cái bản thi lực. Cái bản thi lực này, nếu mà bệnh nhân không đọc được chữ nào thì như thế nào? Mình làm gì? Cho nên ngón tay, ví dụ như bạn này đang đo thị lực ở 5m, bạn nói với chị ơi em không thấy được gì nữa rồi, không có đọc được dòng chữ nào luôn, thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cho đến ngón tay. Nếu mà đến ngón tay ở 5m bạn không thấy được thì xin đi tới gần 4m, 3m, 2m rồi tới gần đây, bạn thấy gì không? Bạn nói không thấy được mấy ngón nữa, không biết mấy ngón nữa, vậy là tính tới gì? Cho bạn hỏi bạn ơi, thế thì không biết được chính xác mấy ngón tay, mình không cảm nhận được là có cái đóng bàn tay vô trên mặt hay không? Tối thiểu có thấy được cái tấm bàn tay không? Bạn nói chả thấy cái gì mưa mưa trước mặt hết, làm gì tiếp tục bá tay tiếp tục sáng tới lấy một cái đèn pin chiếu coi cái mắt của mình còn cảm nhận được gọi là sáng hay không, và biết đâu là trời lạnh mình trời mọc hay không ha. Chứ nếu không mà không phân biệt được đâu là ngày với đêm, là sáng tối ăn tính là xong như nào. Nếu mà bệnh nhân còn nói với mình tôi biết được à đèn có sáng, còn khi mà tôi tắt đèn tôi thấy được, tôi cảm nhận được là tối hôm à, thế thì còn ánh sáng như là còn tia hy vọng nha, còn có khả năng phục hồi được phần nào hoặc là cải thiện được phần nào. Còn nếu mà sáng tối âm tính là coi như là bỏ tay ha. Rồi cho nên là đừng để thị lực xuống cái hàng sáng tối âm tính rồi mới trở vào bệnh viện, đặc biệt là những bà ở bà già ở miền quê xa xôi, đợi tới khi nào mặt trời sáng tối dương tính âm tính rồi mới trở đi vào thì chỉ được trở về mà thôi ha. Rồi, về mặt đánh giá của bệnh nhân mở mắt. Lý do, cái bệnh mắt cũng giống như tất cả bệnh nội khoa khác mà mấy bạn làm bệnh án ở bệnh viện rồi thôi ha. Lý do nhập viện của bệnh nhân là gì? Mở mắt. Nhưng mà nó có khác cái là mở mắt trái phải, giống như là đau tay bên trái thì đau tay bên phải gì đó. Mấy bạn có hai cái khác nhau thì mấy bạn phải đánh giá từng con mắt. Chứ mấy bạn không thể nào mở mắt và đọc một lượt hai con mắt, mấy bạn sẽ không xác định ra đâu là mắt nào yếu và đâu là mắt nào mạnh hơn. Hiếm có hai bạn mắt kiểu nhau đó, đa số sẽ hơi khác nhau một tí xíu và may mắn lắm rồi, để
sử của bệnh nhân, giống như bệnh nhân tới lý do nhập viện là gì? Đau bụng. Thế thì bệnh sử mình phải xoáy vào cái đau bụng, các tính chất của đau bụng, 6-7 tính chất. Đau bụng phải đúng không? Phải tính chất đau bụng đúng không? Vị trí đau, bệnh nhân phải phát, cường độ cơn đau, thời gian đau, đau có liên quan tới gì không? Vân vân, nhớ 6-7 gì đó. Thì mờ mắt cũng vậy, không phải tự nhiên mờ mắt là hết nha. Mờ mắt các bạn sẽ hỏi mờ mắt nào, không phải mắt trái hay là hai con mắt mờ được, hoặc là mắt mờ trước mắt mờ sau đúng không? Rồi mờ từ từ cho mờ nhanh, mờ từ từ ví dụ như thế nào? Bác sĩ ơi, tự nhiên đi đi chợ ngoài đường tự nhiên một con mắt tôi mới vui không thấy gì hết nha, đó là mờ nhanh. Còn mờ từ từ là như thế nào? Chị ơi, năm nay mờ dày mờ mặt nhất, mờ em mờ mặt dưới giữa em còn thấy bạn. Tự nhiên năm sau cứ lên cái tập nhất sẽ mới thấy bạn nha, lên độ của bệnh thì đó là mờ từ từ ha. Rồi mờ cái gì? Rồi cái nhìn xa, mờ cái nhìn xa là gì? Tổng thể. Mờ cái nhìn gần là gì? Lão thị nha. Lão thị là con mắt người ta bình thường, mà thời trẻ đi học thì xa nhìn gần thì cũng tinh hết như mắt cuốn hết, nhưng mà tự nhiên nó 40 tuổi tự nhiên phải vậy 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 mới nhìn được, vậy mới thấy được, đó là lão thị. Nhìn xa ok, nhìn gần không thấy, đó là lão thị. Còn điển thị là nhìn gần và nhìn xa đều mờ hết, cho nên bệnh nhân lúc nào cũng phải điều tiết để nhìn xa rõ và nhìn gần rõ. Khi đó cuối ngày bệnh nhân sẽ rất là nhức đầu và nhức mắt. Các bạn sẽ đọc cái câu này trong sách nha, các bạn sẽ thấy còn cận thị là nhìn gần nhìn rõ nhưng mà nhìn xa thì mờ. Nhìn gần thì rõ nhưng mà với điều kiện cận vừa vừa nha, chứ nếu mà cận 50 độ thì nhìn xa nhìn gần thì cũng mờ hết nha. Rồi có xử trí gì chưa? Xử trí ban đầu rất là quan trọng. Thì ví dụ như là trong một chấn thương mắt chẳng hạn, tự nhiên bị cái gì đó đập vào con mắt, nếu mà bạn xử trí tốt thì có thể sẽ giúp bệnh nhân giữ được nhãn cầu, nếu không thì sẽ giúp bệnh nhân có con mắt hơn. Ví dụ như chấn thương có một đập lạ té xuống cái cây đập vào trong con mắt, thì bạn xử trí gì? Rút ra hả? Rút gì ra? Ngoại giãn hả? Để nguyên nha, không được cho cái cây lúc lắc. Nếu mà cái cây dài quá còn gờ khi di chuyển, bệnh nhân sẽ gây tàn phá nhiều, mình phải cắt ngắn lại và cố định cho nó vững chắc. Chứ đừng có cưa cái cây lúc lắc gì nè, cái cây đang kêu gì là cưa lúc lắc là xong tường, ngán tường nha. Phải cố định nó lại để yên đó, không cho nó tàn phá thêm nữa và tránh rút ra. Bởi vì bạn rút ra mà bạn không khâu lại nó sẽ xì ra rất là nhẹ nha. Rồi, lúc đó thì các bạn chỉ có đứng chung cái đó đưa vào một chỗ mà thôi nha. Đó là xử trí gì chưa, chứ đừng có nhanh nhậu để ta rút ra là không lại cho nha. Các bạn sẽ không biết rút cái gì đâu. Và đã có trường hợp rồi mấy bạn, ví dụ như đứa con nít nó té vô cái tiểu á, cái cây đó nó ghim vô con mắt vậy nè, nó ghim luôn cái sạc sọ ở phía trên, cái thằng con mắt trên không có não nha. Khi rút ra ta luôn cả một dịch não tủy, chứ không phải chỉ là con mắt thôi. Cái đó thì hiếm lắm, cho nên đừng có nhanh nhậu quá nha. Cái đó có rồi, đã xảy ra rồi nha, và rất là nguy hiểm. Và bản thân chị đã gặp một ca có rút ra như vậy, nhưng mà nó có một cái đường thông và bé bị áp xe não do viêm trùng nó đang trên não bệnh nhân của chị, cho nên nguy hiểm khác với cái thương đó rất là nguy hiểm. Rồi các triệu chứng kèm theo, cái phần này mấy bạn sẽ lưu ý cho nên trách nhiệm ha. Các triệu chứng kèm theo thì các bạn sẽ lưu ý con mắt của mình nó sẽ chia ra thành hai phần, bán phần trước và một phần bán phần sau ha. Bán phần trước là từ đâu tới đâu? Bán phần trước là từ thể vi tinh ra phía trước, nó bao gồm thể vi tinh, tiền phòng, hậu phòng, con mắt, giác mạc vân vân, nó là cái góc nhỏ phía trước thôi. Còn bán phần sau là nguyên một cái nhãn cầu ở phía sau luôn, từ phía sau thì cơ thể ra phía sau, nó bao gồm cái gì? Buồn thần kinh trong suốt, mạch máu và thần kinh hết. Bán phần sau có vẻ như là nó không có gì nhiều, nhưng triệu chứng của nó nhưng mà cái hậu quả của nó rất là trầm trọng nha mấy bạn. Những triệu chứng gợi ý bán phần trước là rất dữ dội và rầm rộ, thường khiến bệnh nhân tới khám với mình nhanh ngay và ít để lại di chứng khiến mình xử trí sớm. Còn những triệu chứng của bệnh lý bán phần sau thường rất là nhẹ nhàng, hơ hờ, không đau nhức không gì hết, do đó khiến bệnh nhân rất là chủ quan và khi tới với mình thì khi đã là giai đoạn muộn. Ví dụ như là triệu chứng các phần trước như là nhức đầu nè, bệnh nhân đau nhức quá, còn nôn ói, nhức mắt nhìn màu xanh màu đỏ, thường đây là những triệu chứng của lông cơn cấp tính, bệnh nhân sẽ tới ngay
trí kịp thời. Hoặc là bệnh nhân có viêm lết giác mạc, đau nhức cỡ sớm mắt, mắt không mở mắt ra được, lúc nào cũng sớm hết, thì sao ngay để thuốc nhỏ mắt nhỏ, đó là triệu chứng của bệnh trước. Hoặc là viêm lết mạc cấp, vân vân, bệnh nhân rất là khó chịu, tự nhiên các bạn bị hạt bụi bay vào mắt, các bạn cũng rất khó chịu, các bạn phải lấy cái ngay hạt bụi nó ra, cái đó là của bệnh trước thôi nha. Còn triệu chứng mắt lần sau như là gì? Ví dụ như là đường bay này như thế nào? Các bạn dịch ra chỗ cái đèn sáng hoặc là chỗ bức tường trắng hoặc là làm sáng mặt trời, các bạn sẽ thấy có những cái đốm đen đen nâu nâu, đen không phải nâu mà đốm xen sáp sáng, nó bay lở vỡ cái viên cầu ruồi của tay trước mắt. Cái đó thông thường là do dấu hiệu dịch tính của mình bị đục. Thì khi đó các bạn sẽ thấy giống như có những cái đốm đàn ruồi, đàn mũi tay trước mắt. Hoặc là chớp sáng như thế nào? Chớp sáng các bạn sẽ thấy có những cái giống như tia lửa điện hoặc là những cái ghi hàng xì nhớ các bạn. Một sáng biến mất và do bụng mạc của các bạn bị co kéo ha, màng che là do bụng mạc của các bạn bị bong lên. Khi mà mấy bạn thấy cái màng che, các bạn giống như cái màng bong vậy đó, nó phất phơ một bên, chỗ đó nó mờ. Khi nó bong càng nhiều hơn, nó phất phơ nhiều hơn, khi nó bong nhiều nó sẽ che các bạn không thấy được. Thì những cái triệu chứng này nếu mà lúc mới nó bong ít thì nó mở hàng lại, nó rất là dễ sốc bụng mạc. Nhưng khi nó bong nhiều rồi thì hàng lại nó sẽ non, nhưng mà những triệu chứng của bác thì sao rất nhẹ nhưng hậu quả rất nặng nề nha. Cho nên mấy bạn bị từ những cái triệu chứng bác trước bác sau. Rồi mình sẽ vào với cái nội dung chính của bài giảng của mình là các nguyên nhân của giảm thị lực. Thì mấy bạn đọc trong sách, mấy bạn sẽ thấy có rất là nhiều nguyên nhân. Mấy bạn sẽ theo cái dạng ý để mình học bài cho nó dễ hơn. Thì mỗi nhóm nguyên nhân thường thì sẽ có bốn cái nguyên nhân. Mình sẽ phân ra là giảm thị lực nhanh, thì lực từ từ, đây là hai yếu tố. Mình sẽ nói về giảm thị lực nhanh trước và giảm thị lực từ từ sau ha. Giảm thị lực nhanh mình sẽ có hai nhóm lớn, một cái nhanh bằng sau tức là không đỏ không đau, và một cái nhanh của bằng phần trước nó có kèm theo triệu chứng bằng phần trước là gì? Đỏ không đau mắt ha. Hai nhóm subgroup của giảm thị lực nhanh. Rồi giảm thị lực nhanh mình của bác phần sau mình sẽ chia ra là giảm thị lực nhanh một mắt, giảm thị lực nhanh hai mắt ha. Giảm thị lực nhanh mình chia ra sub group nữa là giảm thị lực nhanh nhưng mất thị lực hoàn toàn. Rồi một nhóm giảm thị lực nhanh nhưng mà mất thị lực một phần. Và giảm thị lực lúc mờ lúc tỏ giống như chập điện. Rồi chị sẽ đi vô cụ thể mấy bạn biết. Mình sẽ đi giảm thị lực nhanh trước, một mắt mất thị lực hoàn toàn ha. Không hề có dấu hiệu của đỏ mắt hay đau mắt thì mấy bạn sẽ không muốn ngay đây là bệnh lý của bác phần sau. Giảm thị lực nhanh một mắt thì ví dụ như là một bệnh nhân đang đi giữa đường tự nhiên thấy một mắt đen hư nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, thông thường đó là tắc động mạch chúng ta cũng mạc ha. Ví dụ sao cái này cũng hay gặp, một đêm ngủ thức dậy tự nhiên một mắt của mình tối luôn, cái này rất nhanh mấy bạn. Mấy bạn nào mà có thiếu máu hay là máu lên không kịp thì mấy bạn sẽ để ý là mấy bạn ngồi xuống đứng dậy hai con mắt của mấy bạn tối sầm lại, nhưng vài giây sau các bạn sẽ phục hồi được thị lực, con mắt nó sáng. Còn trong trường hợp này mấy bạn sẽ thấy một mắt của mấy bạn giống như thức điện vậy đó, tự nhiên bất ngờ mình thấy nó tối vui một mắt, nó không có sáng lại được ha. Thì trong những trường hợp này các bạn sẽ nghĩ ngay tới thì cái nguyên nhân đầu tiên là trung tâm động mạch, trung tâm võng mạc. Khi mà bệnh nhân có giảm thị lực nhanh và mắt không đau không biết gì hết thì các bạn tưởng tượng con mắt của mình giống như cái bóng đèn. Còn cái cọng dây điện của các bạn và phía sau là cái sợi thần kinh thị giác và động mạch trung tâm võng mạc. Con mắt của bạn nhận hình ảnh được và nuôi dưỡng sống được là nhờ có nguồn điện của mình là động mạch trung tâm võng mạc đi vào để nuôi mắt. Và cái thần kinh thị giác thì dẫn hình ảnh về não. Khi có hai cái đó bạn mới xong, bạn mới nhìn hình ảnh được. Và bây giờ nó tắt đen vui mà con mắt của mấy bạn không hề có tổn thương, không đỏ, không đau, không cận sơn, chứng tỏ là ánh đèn của mấy bạn còn nguyên, không có bị vỡ. Thì mấy bạn cứ nghĩ ngay là tại sao cái đèn của mấy bạn bị cúp điện. Mấy bạn sẽ nghĩ ngay tới cái nguồn điện hoặc cái dây điện có vấn đề, còn là nó đứt, hai là nguồn điện nó không có. Thì cái nguồn điện của mình bây giờ có động mạch và thần kinh, có vậy mà thôi nha. Động mạch thì cái gì mà làm mất thị lực hoàn toàn? Động mạch trung tâm võng mạc, cái đó là cái đưa máu và nuôi mắt, nuôi võng mạc, chính xác là nuôi mô thần kinh. Nếu mà động mạch nó tắc thì sao? Các bạn sẽ thấy khi mà động mạch tắc thì nó không có máu oxy vào, thì cái mô thần kinh của mình
bao lâu thì sẽ chết? 3 đến 5 phút, nhanh. Nhiều lắm có 6 7 phút là thôi, nhưng mà rất là hiếm, thường 5 phút là cái thần kinh của mình đã chết ngắt rồi. Mấy bạn sẽ thấy cái này là hình ảnh của đáy mắt. Mấy bạn có thấy một cái vùng đen và một cái vùng giống như mặt trời ha. Cái màu đen sẵn đó là hoàn thiện, còn cái như cái mặt trời là cái lỗ để cho dây thần kinh vào, và đó là đầu dây thần kinh số 2, gọi là dây thần kinh thị giác. Những cái hình ảnh của mình được nhận từ trong võng mạc, và đặc biệt là ngay cái vùng hoàn thiện màu sẵn màu đó, nó sẽ đưa về cái sợi đuôi của cái neuron, nó tập hợp về và nó truyền tới cái dây thần kinh số 2 và đi vào não. Cái đó là dẫn truyền của mắt. Và trong cái lõi của dây thần kinh số 2 đó, bạn sẽ thấy cái đường tỏa ra như là tia xe trên cái mặt máu tỏa ra, đó là cái đường vào của động mạch và tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Khi mà đi vào mắt thì cái động mạch và tĩnh mạch trung tâm võng mạc sẽ tỏa mạch nhiều nhất, lan tỏa trên mắt để mà nuôi dưỡng võng mạc. Vì lý do gì đó, có một cái khối, có một tiểu cầu hoặc là cái mảng xơ nữa, nó đi lan theo cái mạch máu như thế này. Ở những động mạch lớn thì không sao, nhưng khi vào những cái động mạch rất nhỏ, đặc biệt là động mạch mắt như thế này, nó tắc nghẽn tại đó, nó sẽ làm máu không vào được mắt. Các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy những cái sợi mạch màu tím sẫm rất là tĩnh mạch, không sao. Nhưng những cái động mạch là những cái sợi màu lợn hơn, các bạn sẽ thấy có những cái đường mất hút, đó là máu không vào được nữa, và những cái đó không có máu luôn, không có máu tới. Thường những trường hợp này bệnh nhân chỉ có trời cứu mà thôi, cái bác sĩ không cứu được, sau 5 phút là bác sĩ không cứu được. Nhưng khi vào là bệnh này thường không có một thời gian được các bạn nha. Do làm sao? Do ví dụ như một bạn ngồi dày đang ngồi học, tự nhiên thấy một mắt tới luôn, bạn sẽ chớp chớp và bạn làm gì kế tiếp? Hả? Bạn suy nghĩ, đúng rồi, bạn suy nghĩ trước cái đã. Có phải ngồi mắt thật sự hay không? Nghe từng con, nhìn kỹ có phải ngồi hay không? Nhìn vô sách, coi kỹ là mắt có ngồi hay không, đúng không? Và sau một phút suy nghĩ, bạn kết luận, à, tôi ngồi một mắt. À, sau đó bạn làm gì? Chớp và chờ đợi. Con đó có phục hồi hay không? Đúng không? Theo diễn tiết tự nhiên, chờ đợi sau khoảng mất kiên nhẫn rồi, 30 giây rồi, 1 phút rồi, vẫn không phục hồi. Bạn sẽ nghĩ ngay tới cái gì? Nhớ rồi, chị Thư có dặn ngồi mặt phải chạy khám ngay. Thôi, thế bên đây có cái gì? Bệnh viện đại học đi vô, trong đó có thầy của mình, chạy qua chợ coi. Chạy từ xuống dưới, chạy qua kia, hỏi tới phòng khám, bà lên tới phòng khám. Vô gặp thầy, dạ không thưa thầy mới tới, có chuyện gì vậy? Ngồi nói, hết mấy phút nữa. Dạ không. Rồi xong khi mà hát, vô được lóc mà nghĩ gì hết nha. Mấy thầy sẽ nói thôi rồi, thì được của em được bao nhiêu hay mấy nhiêu. Khi thần kinh có thể nó chết một phần, nó phục hồi một phần gì đó tôi không biết. Tôi chỉ cần một bộ não thôi, dụng não thôi. Cái quan trọng của em bây giờ là gì? Tìm nguyên nhân. Bởi vì sao? Nó có một cục huyết khối rồi, thì không chắc nó sẽ có cục thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi một vài huyết khối ở đâu đó. Có thể nó từ khoảng sơ vữa ở đây, đâu đó trong người em. Hoặc là nó nói là trong cặp máu, hoặc em có bất thường gì đó mặt máu, em hãy tìm cho ra. Để chi? Nó tắt luôn con kia còn lại là xong. Nó tắt chỗ khác, tắt tim thì như thế nào? Để bắt cơ tim. Nó tắt thận thì như thế nào? Khi thận. Nó tắt trên não thì như thế nào? Cái đó thì cái đó sẽ nguy hiểm hơn con mắt đã mù rồi quen, hoặc con mắt đã mất thì được rồi quen. Đồng ý không? Ha? Cho nên em không cần đi khám mắt, mà em đi khám tất cả các cơ quan khác cho tôi, và tất cả sẽ đi máu và sẽ theo dõi chỉ. Cho nên cái này đừng có mà theo những nhỏ thuốc con mắt thôi, mà phải quan tâm tới tất cả những vấn đề khác. Rồi đó là tắc động mạch trung tâm võng mạc nha. Tuy nhiên thì nói là trời cứu là như thế nào, cũng có một số là nó sẽ tái tưới máu rất là nhanh. Bởi vì khi mà em có một cái cục tiểu cầu chẳng hạn, nó tích vô cái chỗ động mạch cắt, khi đó thì nó sẽ tạo một cái áp lực, tức là máu cái tim của em nó sẽ bơm, nó tiếp tục nó đẩy cái cục tiểu cầu nữa. Và khi nó tắc mạch thì cái chỗ đó em sẽ có sự co thắt của mạch máu. Động mạch của em co thắt được đúng không? Tĩnh mạch thì chỉ dạng không co thắt được thôi. Nhưng động mạch của em không co thắt được, nó có một cái cơ chế co thắt. Cho nên khi mà nó có cái sự bích tắc đó thì hoạt động cái phản xạ tự nhiên mạch máu em sẽ co thắt. Và áp lực máu nữa, nó sẽ tác động lên cái cục tiểu cầu. Nếu mà nó tác động đủ mạnh để cái cục tiểu cầu vỡ ra, em phá xíu máu ngay, làm sao đó? Cái đó gọi là trời cứu nha. Nhưng mà đa số dụng nhân của mình sẽ vô cái trường hợp này nó hiếm, nhưng mà nó sẽ không cứu được.
Khi mà vào sớm lắm đó, thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ cho thuốc cơm tiêu sợi huyết rất nhanh, rồi chậm kim như tiền phòng, giải nặng tiền phòng vân vân, để tạo được cái áp lực thay đổi trong mắt để giải cái đứt tắc cho cái mạch máu đó, thì hy vọng cũng có thể làm cho cục máu đông di chuyển hoặc là nó có thể mở ra. Nhưng mà thường bệnh nhân tới bệnh viện thì đã quá 5-10 phút rồi, không có cứu được nữa các bạn. Sớm nhất bệnh nhân tới bệnh viện nửa tiếng thì đã gặp rồi, nửa tiếng hoặc 1 tiếng. Sớm nhất tức là bệnh nhân nhà gần lắm, mở mắt xong rồi chuẩn bị thay đồ, kêu xe chạy đi được nửa tiếng đó, là tới bệnh viện chứ không cứu được các bạn. Rồi cái thứ hai, cái đó là tập phản trung tâm hỗn mạc. Còn cái thứ hai là thiền thần kinh mắt. Các bạn thấy cái gì thần kinh nó lạ không? Bây giờ đặt mặt nuôi phỏng mạc thì xài được tốt, nhưng cái dây thần kinh chạy thẳng chưa về não bây giờ nó bị chết. Lý do gì đó, nó thiếu máu hoặc là cái gì đó, tự nhiên nó chết queo như thế này, nó cũng không chạy được thẳng về mắt nha. Rồi cái thứ ba là cái mạch máu. Cái mạch máu bây giờ nó không có tắt cửa mà tự nhiên nó vỡ, nó xuất huyết, nó chảy toàn bộ vô trong con mắt. Con mắt của mấy bạn bây giờ là như một cái khối toàn cục máu thôi, như một cái heo vậy đó, các bạn chảy như bụng thôi. Cái thứ tư của nó là chấn thương. Bây giờ cái dây thần kinh của mình nó không có tự chết mà nó bị cắt đứt ha. Cái con mắt của bạn nó có cái đoạn dây thần kinh rất là dài, đi từ cái hậu nhãn cầu của mình đi vào trong não. Cái đoạn nó rất là dài, nó sẽ đi vào trong cái hốc mắt của mình và đi qua một cái số tạng xương và tạng xoay của mắt. Những cái tạng xương đó nó sẽ dễ bị tổn thương trong trường hợp té, gặp não, chấn thương sọ não v.v. Thì những tạng xương vỡ nó rất là mỏng và rất là sắc, nó sẽ cắt ngay cái dây thần kinh, nó sẽ giết chết dây thần kinh ngay tại lúc đó. Do đó khi nên có cái lơ pha, lơ pha 2, lơ pha 3 gì đó thì coi chừng dây thần kinh thị giác của các bạn cắt luôn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái lực thị lực. Đây là bốn cái nguyên nhân mà các bạn phải lưu ý khi có giảm thị lực nhanh chóng mắt nhưng không đỏ không đau, chỉ có nhìn mờ mà thôi. Rất là hay gặp trường hợp mấy bạn chấn thương sọ não á, sau thời gian hôn mê mở mắt trẻ có mắt bị mù ngoài nào hay. Trong trường hợp này rất là hay gặp. Khi nó cao thì bó tay rồi, bứt mất rồi, đâu làm được gì nữa ha. Thì mấy bạn sẽ lưu ý, đó là nguyên nhân thần kinh và mạch máu. Mạch máu có gì? Tắc động mạch trung tâm hỗn mạc bởi vì mất đi lực hoàn toàn ra, hoặc là động mạch đứt, chảy máu toàn bộ như thế cầu, xuất huyết cục chính toàn bộ. Cái thứ hai, thần kinh nó chết hoặc nó bị giết chết do cắt đứt và chấn thương. Rồi, bốn cái này chết rồi ha. Giảm thị lực nhanh một mắt, có thị lực hoàn toàn, có bốn cái đó. Mạch máu và thần kinh, mạch máu có hai cái, một là nó tắc, hai là nó đứt, nó chảy máu ra ngoài. Thần kinh có hai cái, một là nó tự chết, hai là nó bị giết chết do chấn thương nha, nó thiếu máu cục bộ hoặc là nó bị chấn thương cắt đứt. Rồi chỉ qua tới cũng nhanh một mắt nhưng mà nó giảm thị lực một phần nha mấy bạn, một mức độ khác nó giảm thị lực nhẹ hơn, cũng là liên quan đến thần kinh và mạch máu mà thôi. Bởi vì bệnh nhân cũng đau không biết gì hết thì mấy bạn loại hẳn cái tác tuần trước ra giùm chị, mấy bạn chỉ nghĩ tới đó là thần kinh và mạch máu qua tuần sau nó mờ như mạch máu thần kinh thì giảm thị lực một phần một phát nhanh thì mấy bạn thấy không phải là động mạch mà nó chỉ là thực mạch mà thôi ha. Động mạch vẫn xài được, máu vẫn tươi, vẫn đem dinh dưỡng và oxy tới mắt, nhưng cái phần động mạch giúp thoát máu ra khỏi mắt đi về phổi thì nó không hoạt động, cho nên nó sẽ ứ máu nè, ứ dịch ở trong võng mạc, những cái hồng cầu nó thoát mạch, nó tạo những cái xuất huyết ngoài mạch và những cái huyết tương nó thoát ra khỏi mạch, cho nó ứ quá, máu nó đổ về mắt liên tục, thì bây giờ động mạch không rút được, nó phải chảy ra khỏi thành mạch. Các bạn sẽ thấy mắt của mấy bạn như bãi rác vậy đó, dùng cái hồng cầu và huyết tương. Thì những cái chỗ nào phù nề, viêm, sưng tấy do cái thoát mạch nhiều quá thì nó sẽ không nhìn thấy được thật tốt, thì chỗ nào còn nguyên vẹn thì nó sẽ nhìn được thật tốt, do đó thì khi đó các bệnh nhân sẽ mất thị lực một phần. Rồi cái thứ hai nữa là băng võng mạc, cái này liên quan tới thần kinh nè. Cái võng mạc của bạn là mạc thần kinh, khi nó băng một phần thì mấy bạn sẽ thấy là nó bị bong ra, bệnh nhân thấy cái mạc bốc phơ giống như hai cái hình ở gần cửa là cái hình võng mạc bệnh nhân đó mấy bạn. Còn cái hình gần bên kia là mấy bạn sẽ thấy cái hình võng mạc sơ đồ mạch mạ. Thông thường thì nguyên nhân băng là do một số cái chấn thương do cái võng mạc của những bạn bị bệnh thì nặng, nó mỏng quá, nó có những cái tổn thương trên võng mạc vì một cái áp lực nào đó sẽ có một cái lỗ rách ở cái vùng
rồi giảm đi được một phần do cái thần kinh bây giờ nó không có nhớ, không có bị cắt đứt hay cái thương nhưng nó chỉ viêm mà thôi, giống như là chặt bì nhá, các bạn tưởng tượng những cái viêm này nọ thì nó sẽ làm cho dây thần kinh của bệnh nhân không nhận hình ảnh được tốt, chứ không hẳn nó sẽ giết chết hoàn toàn dây thần kinh, nó chỉ chết khi nó thiếu máu nó chết, bởi vì thần kinh là thiếu máu thì chết nhanh lắm ha, hoặc là nó bị cắt đứt ngang coi như nó bó tay. Rồi và cái mạch máu nữa là xuất huyết dịch kinh, nhưng mà xuất huyết nhẹ thì bây giờ nó không có tắc, nó cũng bị nó đứt ra và nó chảy máu, nhưng nó chỉ chảy máu ở những cái động mạch nhỏ, do đó khi nó chảy máu rất ít và nó có thể tự cầm lại. Các bạn nhìn trên hình minh họa các bạn sẽ thấy ha, cái chỗ nào mà máu ra nhiều là cái chỗ máu đông đen đen đó thì bệnh nhân không thấy được, nhưng những chỗ nào không có máu thì bệnh nhân sẽ nhìn qua chỗ đó bệnh nhân vẫn nhìn được một phần, do đó thì bệnh nhân sẽ không có bị được hoàn toàn. Tóm lại là giảm thị lực nhanh một mắt, nhưng mà chỉ mất thị lực một phần, các bạn sẽ nghĩ tới ngay là nguyên nhân mạch máu và thần kinh do bệnh nhân đỏ mắt đau. Mạch máu và thần kinh, mạch máu là có gì, nó tắc tĩnh mạch nên mất thị lực một phần ha, tắc tĩnh mạch, mạch máu bị tắc nhưng mà tắc tĩnh mạch là thôi mà do mạch máu nó đứt, nó chỉ xuất huyết thì kinh nhẹ một phần. Và do thần kinh là gì, thần kinh gồm có hai phần, một phần là lỗ mạc nó bị bong ra một phần, và cái phần thứ hai là do cái dây thần kinh tất cũng có bốn nhiêu khi nhân mà như vậy, mạch máu và thần kinh, mạch máu do tắc nhưng mà nó khác chứ gì mà nó tắc tĩnh mạch, rồi mạch máu do đứt vỡ xuất huyết khi nó chỉ đứt vỡ nhưng mạch máu nhỏ do đó nó xuất huyết một phần mà thôi, rồi thần kinh là cho nó băng cái động mạch lên, động mạch không được di chuyển tốt sẽ bị mờ một phần thì cho băng, hoặc là dây thần kinh của nó bản thân bị viêm chứ không phải là bị chết do thiếu máu mà cắt đứt nha, nó bị viêm dây thần kinh cho nên là đó. Rồi các bạn phân biệt được chưa? Ha, giảm thị lực hoàn toàn, giảm thị lực một phần, cái đó khác nhau nha. Rồi chỉ qua tới bây giờ nó không có giảm hoàn toàn mà mất thị lực một phần nữa, mà giảm thị lực tán toàn, tức là bạn nào đó nói với chị ơi, mắt em có lúc mờ lúc rõ, lúc vui thì nó rõ, lúc buồn thì nó mờ, ha, lúc đó chị sẽ chứng chuyển hoàn toàn qua khoa nội thần kinh, nha. Cái đó sẽ khoa nội thần kinh bởi vì liên quan đến những cái vấn đề về tuần hoàn hoặc là những cái vấn đề về thần kinh tại chỗ, do đó các bạn sẽ nhìn hình ảnh lúc mờ lúc rõ chứ không phải là tại mắt. Nếu các bạn tưởng tượng tôi ví dụ mắt mờ do nguyên nhân thần kinh, có khi nào được tự nhiên sáng nó nguyên chiều nó sẽ thay cái viêm lại không, hơi bị khó nha, hơi bị khó, chỉ có tâm lý các bạn có thể đổi được một như vậy thôi, lúc vui lúc buồn mà thôi nha. Cho nên cái này khi mà chị khác thì có vấn đề giữa mắt hết, chắc chắn bạn đã sẽ điều trị ở bên khoa nội thần kinh. Rồi, chị đã kết thúc cái phần giảm thị lực nhanh một mắt, không có đỏ đau, không có triệu chứng mắt từ sau, thì chị sẽ qua giảm thị lực nhanh nhưng mà hai mắt cộng lượng. Hai mắt của mình là hai cái bóng đèn như thế này, nó sẽ có hai cái cộng dây điện khác nhau nhưng nó đi chung một hồ điện là vỏ não viên chẩm, cho nên khi nguyên nhân nào có liên quan tới vỏ não viên chẩm thì nó giết một đường hai bóng đèn được luôn, tắt đường hai bóng đèn được luôn. À, cho nên lúc đó bạn nghĩ ngay đến nguyên nhân của vỏ não hoặc là những bệnh lý thần kinh trung ương là chủ yếu, hoặc là bệnh lý thần kinh như mặt toàn thân, do đó nó đọc trên hai dây thần kinh một đường. Ví dụ như là những cái bệnh nhân xuất huyết não, nhồi máu não viêm chẩm nén nàng hoặc bị chấn thương té và đập vỡ đầu ra, đánh ngay cái viêm chẩm luôn thì bệnh nhân sẽ mù ngay mắt một đường, hoặc là bệnh nhân có dùng thuốc, ví dụ thuốc điều trị lao nó có tác động đọc lên hai dây thần kinh thị giác một đường thì bệnh nhân sẽ mờ hai mắt đầu tuôn. Chứ hiếm khi nào do những nguyên nhân ví dụ tự nhiên cũng máu đông có hai cục chấn nhau chạy cùng song song và tắt một đường hai con mắt, cái đó có không? Chưa biết có không nữa, cái đó là bị hiếm. Cho nên khi mà có chẳng thể được nhanh hai mắt và nghĩ ngay tới một cái đập toàn thân luôn, cái đó nó đánh hai cái gì thì không được, hoặc là một cái gì đó ngay cái trung 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 lương thì giác chúng ta thì giác không bao giờ bị chậm ha. Rồi tóm lại giảm thể lực nhanh có một mắt và hai mắt ở trung ương và bạn đang bị giảm ha. Còn một mắt thì mấy bạn sẽ có như thế nào? Một mắt giảm thị lực, một phần giảm thị lực hoàn toàn, giảm thị lực thoáng qua nha. Rồi chị đi tới cái phần giảm thị lực nhanh thì kèm theo triệu chứng mắt phần trước, tức là đỏ mắt, cái đơn giản nhất đi, đỏ tam tí đỏ mắt thì mấy bạn thấy cái gì đỏ mắt đỏ ngay lên mắt làm sao đi chị? Cùng chú mèo mắt cùng chú liền, không cần suy nghĩ nữa, và trách nhiệm mà đâu có thời gian suy nghĩ, các bạn liếc 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 mở mắt để thi được nhanh hay chậm không biết, đỏ mắt
A rút ngay, loại hết các nguyên nhân của bác làm sao ra. Cái đó là cách để lên trách nhiệm đó. Nha, thế nếu các bạn tập từ từ, nào là đứng mạch máu, hay đi mạch máu não, rồi máu hay cái gì, các bạn tập hồi lấy bạn quay một màu luôn á. Các bạn chỉ nhìn ngay cái câu trách nhiệm chỉ cho giảm cái lượng nhân, cộng rõ mắt. Rồi, có câu nào, chọn câu đúng thì chọn ngay cái bác từ trước, còn chọn câu sai, chọn ngay bác từ sau như vậy. Dĩ nhiên là nó có đánh đố gì trong đó, thay đổi chữ chút xíu nếu bạn sẽ phân biệt cái này với bạn đặt. Nó sẽ thay đổi rất nhiều bởi vì thay đổi các phần tiết khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng của bạn sẽ không đối với gì cái nguyên nhân bắt trước và đó sau nữa bạn sẽ đặt. Giảm thì được nhanh và kẹt theo một chữ tiên quan phần trước thì các bạn có ba bệnh lý và một chứng phương, bốn nguyên nhân gồm ha. Cái ba bệnh lý các bạn lưu ý là lô cơ cấp tính nè, viêm màng bồ đào nè, và viêm kết giác mạc. Ba cái đó là ba cái mà các bạn cần phải đi khám, bởi vì ba cái đó là ba cái bệnh gây đỏ mắt nhưng kèm theo giảm thị lực. Còn viêm kết mạc cấp các bạn có giảm thị lực không? Không có nha. Viêm kết mạc cấp của các bạn là cái đau mắt đỏ các bạn có giảm thị lực, cho nên thật ra khi mà giảm thị lực thì các bạn sẽ chút nữa bạn sẽ đi được vô phân biệt cái viêm màng bồ đào với viêm kết giác mạc. Rồi cái cuối cùng cái sau nguyên nhân thứ tư là cái chấn thương là đương nhiên rồi. Khi mà tự nhiên mà bình thường tự nhiên mắt của mình bị cái gì đập vô mắt cái mờ mắt đỏ mắt đau mắt đi khám ngay rồi chấn thương mà, cho nên cái này là chắc chắn là rất dễ rồi. Chị đi đến cái lô cơ trước, lô cơ ma cấp tính à, bệnh nhân sẽ rất là gặp với bệnh lý của thần kinh cấp tính. Bệnh nhân đi vào với em ở một người lớn tuổi có tiền sử cao huyết áp, tự nhiên một ngày đẹp trời nửa đêm hai đau đầu dữ dội, mắt nhắm đi, nằm ôm đầu co lóc người lại, muốn nôn cùng nôn nôn mói ha, rồi huyết áp to lên rất là cao, vã mồ hôi, nhịp tim chậm vân vân, đập tử một bên dạng bên con, thì tụi em đưa vào cấp cứu người ta nghĩ gì? Ta không được mà sợ, xuống cái não đúng không? Ha, chị gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy rồi, sau này mấy em sẽ không bỏ sót trường hợp này nha, bởi vì đây thông thường là tôn cơm cấp tính. Nếu mà tụi em lo xử lý cái huyết áp để em cho hạ, không bao giờ hạ được, xin thương không hạ, tụi em hãy cho thuốc hạ để ngắt, huyết áp sẽ hạ theo. Rồi cái thứ hai nữa là tụi em sẽ làm bỏ mất thời gian vàng. Nếu mà bệnh nhân đau nhất như vậy, tụi em cho ngay thuốc hạ để ngắt, để ngắt trở lại bình thường, có chất giải phẫu mắt phục hồi lại bình thường, bệnh nhân khỏi cái mổ, khỏi cái gì hết thì chỉ cho viên laser một phát đi về ngay, không thở. Còn nếu mà tụi em cứ đợi bệnh nhân đã nửa ngày, tụi em mới mời đi khám mắt thì bệnh nhân tụi em sẽ bỏ qua cái thời gian vàng và sau này bệnh nhân chắc chắn sẽ phải mổ và có thể tái phát lại trong tương lai. Thì ở những bệnh nhân này mấy em sẽ thấy cái mắt rất là khác, nó khác đồng tử nó sẽ một bên co một bên giãn. Cái bên mà bệnh nhân bị đau mắt lên cơ giải áp cấp tính đồng tử nó sẽ hơi giãn như vậy ha. Mấy bạn sẽ thấy mắt đỏ nè, đồng tử giãn. Bạn nào mà tinh mắt sẽ thấy được cái giác mạc của bệnh nhân không căng, nó sẽ hơi phù mờ mờ lụt lụt như vậy. Nhưng mà đồng tử giãn nó sẽ không có cái dạng tròn đều giống như cái phản xạ bình thường mắt mình, nó sẽ hơi méo do nó tổn thương ở bên trong mắt, cho nên đồng tử nó sẽ méo ha. Khi mà mấy bạn rờ vô mắt, các bạn sẽ thấy cái mắt của bệnh nhân sẽ cứng hơn bình thường, nó không có mềm, nó không có độ đạt hồi giống như con mắt bình thường mà nó sẽ cứng hơn ha, nó không có mềm mại. Con mắt của mình nó sẽ có một cái độ đạt hồi nhất định, nó mềm mềm nhưng nó không mềm quá, nó cũng không cứng quá. Cái đó là áp lực bình thường của những cầu. Còn trong những trường hợp này mắt cũng rất là cứng, thì khi đó bạn nào mà nhanh nhảo lấy cái đèn pin ra đi kiểm tra phản xạ đồng tử của bệnh nhân, thì khi đó bạn nào mà nhớ cái bài của chị dạy, đồng tử bên giãn bên con, tuy nhiên bên giãn nó hơi đỏ, đau cùng với cái bên giãn luôn, nhức nửa đầu của bên giãn, rồi nghe bác sĩ nhắc được ha. Cắm cái tạo cấp cứu từ ngoài nội thần kinh mạng kinh xuống nha, các bạn mời cũng được, nhưng cùng lúc đó nên mời bác sĩ nhắc luôn. Cứu với bệnh cái bệnh viện lớn các bạn sẽ phải mời hội chẩn liên chuyên khoa, thì khi đó trong hồ sơ các bạn sẽ khó hơn và bác sĩ mắc hội chẩn cấp đêm cấp cứu ha. Bởi vì đừng có nghĩ là cấp cứu là người ta đợi tới sáng mai nhưng mà bác sĩ mắc coi thì xong rồi ha. Rồi cái đó là lung tung cấp tính, là một cái thì được một cái giảm thì được nhanh mà đỏ mắt nữa mà mờ mắt là viêm giác mạc, thì cho mấy bạn coi ha. Khi mà mấy bạn đỏ mắt, chảy nước mắt, đau mắt vân vân dữ dội nhưng mà mắt không mờ, không có gì phải lo hết. Nhưng khi mà mấy bạn có mờ mắt, coi chừng mấy bạn có tổn thương trên giác mạc rồi, mấy bạn sẽ
các con hai cái hình, một cái của bên cửa các bạn sẽ thấy nó là một cái viên lết giác mạc rất là dễ thương, rất là đẹp của hạt bé. Các bạn biết hạt bé không? Hạt bé mắt, hạt bé sinh dục, hạt bé soi, nó giống như vậy, nó lây lên trong con mắt. Thì khi đó các tổn thương nó sẽ có cái dạng rất là điển hình giống như cạch cây như vậy. Nhưng khi các bạn để cho nó nặng quá, nó sẽ chuyển thành một cái dạng dữ dội hơn, nó có thể lan rộng, có thể có nhiều mũ, có thể có mũ trong tiền phòng luôn. Các bạn thấy cái hình gần chị, các bạn sẽ thấy ha. Đối với những trường hợp này thì cầu mong nó không thủng mà giữ được mắt, cái không khi vào phục hồi thì được của mấy bạn. Cái này là được như là không biết rồi đó nha. Nó ăn sâu thành ra khi mà mắt cái bạn đỏ và có mờ mắt và phải đi khám nhanh ha. Thì khi khám mắt được chị khám cái bệnh đau mắt đỏ rất là kỹ, không giác mạc. Bởi vì khi mà có tổn thương trên giác mạc rồi, các bạn rất cẩn thận, và hạn chế dùng vật tiêu huyết, bởi vì dùng vật tiêu huyết sẽ làm cho nấm nè và virus bùng phát lên, do là khi giảm miễn dịch tại chỗ mắt, khi đó thì nấm và virus nó sẽ có cơ hội phát triển, nó sẽ loét. Đa số bệnh nhân của mình là khi đau mắt đỏ đỏ sẽ tự mua thuốc ở nhà thuốc tây nhỏ, trong đó có những loại thuốc là combine, tức là phối hợp giữa kháng sinh và kháng viêm. Kháng sinh không thì không có gì hết, nhưng mà kháng viêm thường là dexamethasone. Nó sẽ cùng bay những cái dạng như cái dexamethasone hoặc là neolex, lumbrodex, vân mấy cái next step còn còn nữa đó. Thì khi nhỏ vào mà vô tình chúng phải những trường hợp này, các bạn sẽ làm cái mắt dễ bị bỏ đi nha. Còn nếu mà mấy bạn may mắn vô đau mắt đỏ thì có thể sẽ phục hồi, có thể nó sẽ nặng hơn, các bạn phải đi bệnh viện do cái dexamethasone nó làm giảm cái thị mắt tại chỗ của mắt. Rồi một cái đỏ mắt mà mắt nữa các bạn lưu ý đó là niêm mạc bồ đào. Niêm mạc bồ đào có mắt cũng đỏ, các bạn sẽ nhìn thấy nó đỏ mắt giống như đau mắt đỏ vậy đó. Khi mà bạn nào tinh mắt nhìn lên cái hình của chị thì các bạn sẽ thấy có một cái vệt mủ nằm ở bờ đồng tử, cái vệt cong cong hình chữ C, cái bờ đồng tử phía bên cửa, các bạn thấy không ha. Hoặc là một cái đốm mủ nhỏ trong mắt ở ngay chính giữa trung tâm luôn, cái vệt nhỏ nha. Còn cái đốm màu trắng sáng này là trong ảnh đẹp flash khi mình chụp cái hình lên thôi. Còn cái đốm nhỏ nhỏ trong mắt đó là đốm mủ và vì nó dọc theo cái bờ đồng tử luôn. Khi mà mấy bạn đỏ mắt thì như bác sĩ nói là có tí mủ trong mắt rồi, như vậy đây là giai đoạn muộn các bạn, chứ không phải giai đoạn sớm. Giai đoạn sớm là khi mấy bạn đỏ mắt thì chị sẽ dùng cái thuốc viên ba xem có gì lạ trong tiền phòng hay không. Giai đoạn sớm của nó là có những tế bào lạ trong tiền phòng, đó là tế bào viêm. Khi đó mấy bạn điều trị nó sẽ hết, không để lại di chứng. Còn khi nó đã có mủ này rồi, khi mấy bạn điều trị nó sẽ có di chứng, cái biểu hiện ở dưới các bạn thấy nó dính phóng không? Một mắt nó sẽ dính vào bề mặt của miếng thực thể, khi đó nó sẽ làm miếng thực thể bị đục, và khi đó các bạn sẽ phải thực hiện một phẫu thuật để các bạn thay thế miếng thực thể nhân tạo nha. Và khi nếu mà các bạn điều trị không tốt nữa thì những tế bào đó nó sẽ lăn xuống, nó tạo thành cái mủ trong miếng phòng rất là nhiều như cái hình kia. Và nếu mà hình kia tiếp tục không điều trị được nữa thì các bạn sẽ tới cái hình này, các bạn sẽ thấy em tâm tử đầy mủ luôn, con mắt tích tinh tầm tựa lại không thấy được nữa, rất cao do nó nghiện độc tử, nó không có sự lưu thông miễn dịch trước sau, bệnh nhân sẽ tăng nhãn áp, đau nhức không thấy được, và trong trường hợp này giữ được mắt hay không là hình xung nha. Cho nên rất là cẩn thận khi mà mấy bạn đau mắt đỏ phải rất cẩn thận, các bạn phải đi khám, và khi khám bác sĩ thì khám bác sĩ chuyên khoa, chứ đừng thấy bác sĩ khám bằng đèn pin mà mù nha. Khám bằng đèn pin nó không thấy được tế bào các bạn, và rất là dễ bỏ sót khi mà bồ đào giai đoạn đầu tiên ha. Khi đó qua tới tuần thứ hai nó sẽ chuyển giai đoạn là cái hình đầu tiên bên này, khi đó đã muộn rồi nha. Bởi vì điều trị khác nhau rất nhiều, đau mắt đỏ thường là do vi trùng hoặc là virus. Mấy bạn có thể nhỏ thuốc kháng sinh sẽ khỏi trong vòng 1 tới 2 tuần, còn viêm mang bồ đào là do miễn dịch, mấy bạn phải dùng thuốc ức chế miễn dịch ha. Thuốc ức chế miễn dịch các bạn biết là cái gì, có biết thuốc ức chế miễn dịch không? Là thuốc điều trị ung thư á nha, hoặc là corticoid liều cao. Corticoid thông thường các bạn sẽ sử dụng trong kháng viêm với liều rất là thấp, các bạn có thể dùng 1-2 viên 5mg prednisone một ngày. Nhưng khi các bạn dùng liều cao hơn nó sẽ chuyển thành thuốc chế miễn dịch chứ không còn là thuốc kháng viêm nữa. Trong trường hợp viêm màng bồ đào này, các bạn có thể phải sử dụng liều thuốc chế miễn dịch. Các bạn tưởng tượng coi, nếu mà các bạn bị viêm họng, bác sĩ sẽ kê cho các bạn cái toa thuốc là sử dụng prednisone 5mg 1-2 lần một ngày, uống trong 5 ngày 7 ngày. Còn trong trường hợp này các bạn sẽ sử dụng liều là 1-2mg bạc ký trong trường hợp trung bình, và nặng các bạn sẽ sử dụng liều 30mg bạc ký. Thì lấy liều trung bình đi là 2mg bạc ký. Nếu mà một bạn là 50kg thì
mấy bạn sẽ sử dụng liều như thế nào? 100mg một ngày, mấy viên? 20 viên. Viên có 5 à? 100, 20 viên một ngày, đã có ghê không? Hả? Cho nên điều trị lúc này đều rất là ghê, chứ không các bạn không giữ được mắt. Cho nên là cái trường hợp này mà mấy bạn bỏ sót là coi như là bỏ mất thời gian vàng luôn á nha. Cho nên khi mà bỏ mắt, giảm phi lưng, có giảm phi lưng, các bạn phải đi khám ngay cho chị viêm chất viêm nhẹ rét mang, viêm mặt bồ đào hoặc là lưu cơn cấp tính. Chứ có kẻ đau nhất là thường là lưu cơn cấp tính nha. Cái nguyên nhân thứ tư, đỏ mắt sao chấn thương, đau mắt, đỏ mắt, mờ mắt, vỡ mắt ra rồi thì phải đi khám liền. Hơn tình bị bạn lấy cái cây thuốc bi chọn vào mắt, bỏ mắt, mờ mắt thì phải đi khám. Trường hợp này là khỏi nói rồi, quá dễ rồi nha. Chảy máu và tự động phải chạy đi khám liền nha. Còn trong những trường hợp đỏ mắt thường hay nghĩ là cái lớp phải tự chung nhỏ trước. Thành ra khi có giảm thì lần kèm theo cái dấu hiệu đỏ mắt, các bạn nghĩ ngay tới cái chuyện nguyên nhân ban đầu trước. Trong đó có 4 trường hợp phải lưu ý, 3 bệnh lý chấn thương. 3 bệnh lý là gì? Lưu cơ, khi mà bồ đào, khi mà các bạn bệnh lý là chấn thương nhanh. Rồi hết cái phần giảm thi lực nhanh thì qua giảm thi lực từ từ. Giảm thi lực từ từ là những cái nguyên nhân rất là hay gặp trong cuộc sống và rất là thông dụng. Cái đầu tiên các bạn nghĩ tới là khúc xạ, rất là khúc xạ, khi gọi là tập khúc xạ. Thì tập khúc xạ thì các bạn sẽ giảm từ từ, phải nâng cái đầu âm độ lên thì lực của các bạn sẽ giảm từ từ từng năm. Thì cái này chỉ đem đứng thôi. Rồi đục giác mạc cho sẹo sau viêm loét giác mạc. Nếu mà viêm loét giác mạc các bạn đi trễ, đi muộn, chữa không tới nơi tới chốn thì cái sẹo nó sẽ ngày càng dày lên. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình đục trị, đó là cái đục giác mạc. Sau khi đã điều trị viêm loét giác mạc rồi thì nó sẽ có cái sẹo như vậy nha. Nó không bao giờ hết. Các bạn không hết cái sẹo này, các bạn phải dùng một cái giác mạc, cái giác mạc hiếm. Người ta cho các bạn mắt các bạn ghé vô nó hết đầu cho cái phòng thẩm mỹ nha. Rồi sẹo do phẫu thuật, do lạnh dưỡng. Đục giác mạc chứ, đục giác mạc cho sẹo này là cho viêm rồi. Còn đục giác mạc cho phẫu thuật, cho lạnh dưỡng. Cái loại dưỡng giác mạc này thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Một là do di truyền, do bẩm sinh. Hai là do phẫu thuật. Mấy bạn sẽ nhớ về giải phẫu. Cái giác mạc của mấy bạn nó phải trong suốt để mấy bạn nhìn thấy. Nếu nó đục giống như cái bên này thì mấy bạn không nhìn thấy được tiền ha. Các bạn nhìn thấy cái hình của tên lửa, các bạn sẽ thấy cái giác mạc nó không có bóng nữa, nó bắt đầu nó chuyển sang đục đục mờ rồi. Thì cái đục này, cái hình của nó là như phẫu thuật các bạn không? Thì chị sẽ giải thích vì sao tự nhiên nó đục. Cái giác mạc của các bạn trong suốt là nhờ cái lớp tế bào trong cùng, nó có 5 lớp. Cái lớp trong cùng nó gọi là lớp tế bào hậu mô giác mạc. Cái đó giống như một cái hàng rào, nó sẽ ngăn cách giữa cái thủy dịch dinh dưỡng bên trong và cái phần nhu mô giác mạc trong suốt bên ngoài. Vì lý do nào đó mà cái hàng rào hậu môn của các bạn bị tổn thương chết đi, nó không còn bảo vệ được nữa, thì thủy dịch dinh dưỡng và cái gân trong thủy dịch sẽ thấm vào trong giác mạc của các bạn. Nó sẽ làm cho cái giác mạc của các bạn mất cù và trở nên phù nề và trở nên đục tim ha. Cái lớp tế bào hậu môn của các bạn sinh ra có số tế bào hàng định, không tăng lên, không thay đổi, không tăng lên và không có được nói chung là nó không có được đổi mới. Giống như tế bào da của các bạn, da của các bạn chết đi nó sẽ đổi một lớp tế bào mới, cho nên các bạn không sợ. Còn lớp tế bào của nội mô của các bạn bao nhiêu là nó chỉ có thể mất đi hàng năm mà thôi, nó không có thay đổi và nó không tăng thêm. Cho nên các bạn vốn lý bao nhiêu là xài bấy nhiêu và phải ra chịu mà xài ha. Thông thường những người bình thường như mấy bạn thì số tế bào nó sẽ đủ để cho tới 100 tuổi nó vẫn còn hoạt động đầy đủ để giữ cái giác mạc bên trong. Còn số trường hợp di truyền hoặc bẩm sinh có số tế bào thấp hoặc là có những cái tổn thương thực lý về tế bào hậu môn tới một độ tuổi nào đó, cái tế bào hậu môn mấy bạn hoạt động không được, không đầy đủ, giác mạc các bạn sẽ trở nên đục dần đục dần đục dần tới lên tuổi nữa ha. Trong trường hợp đó mấy bạn nên ghép hậu môn thôi, kiếm một người nào đó cho bạn con mắt thẳng lấy cái hậu môn và ghép vào. Rồi còn trường hợp do phẫu thuật gây ra, tức là khi phẫu thuật các bạn sẽ đi xuyên vào tiền phòng, các bạn quấy vào trong lớp hậu môn đó đó, thì những cái động tác thô bạo của các bạn sẽ làm chết cái bào hậu môn, cắt cái bào hậu môn hoặc là tổn thương cái bào hậu môn, thì lớp tế bào hậu môn các bạn sẽ mất đi một phần trong quá trình phẫu thuật. Rồi khi đó thì cái số còn lại còn mất đủ, các bạn chưa thấy gì hết, nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó khi tuổi các bạn càng cao, nó tới một cái mức chất tiếp tục tế bào hậu môn tới một cái mức tăng mạnh mất phù, thì các bạn sẽ chuyển sang giai đoạn đục giác mạc tăng dần theo tuổi, do mỗi năm tế bào hậu môn mình chết đi, cái đó là do phẫu thuật, các bạn tưởng tượng không?
nên bác sĩ phẫu thuật mắt phải là người tay chân rất khéo. Nếu không thì sau cuộc phẫu thuật đó mình chưa thấy gì hết, nhưng về già có thể mấy bác sẽ được chắc cả cho một trong những gì đó. Cái đó cũng là một trong những cái ít gặp nhưng có gặp trên thực tế. Cho nên người ta không nghĩ ngay tới cuộc phẫu thuật ngày xưa, người ta nghĩ mình già thôi, tự nhiên thấy mình không hỏi được. Nhưng mà có, sẵn như em đó. Thành ra khi mấy bạn làm cái gì khác cũng vậy, một số phẫu thuật khác cũng vậy, các bạn có thể không có biết được cái hậu quả trước mắt đâu. Các bạn cứ xong vô cái mặt nào và trước mắt nó vẫn lành lặn, nó vẫn liền lại đẹp cho mấy bạn. Nhưng khi mấy bạn hiểu biết nhiều hơn, mấy bạn sẽ biết à, mình đang hại người đó. Sau này mấy bạn sẽ biết bạn nào có lương tâm thì sẽ xét lại à, ngày xưa lúc đó mình bộc bộ quá, mình không biết hậu quả, mình chỉ nhắm mắt mình làm mà thôi. Và lúc đó không phải mình cứu người mà để thỏa mãn sự thật của mình. Thì đó là mấy bạn sẽ cảm thấy hay mấy một tiếng. Không biết một lý mình nhiều tiếng, nhưng biết rất là mỗi người. Nhưng mà khi các bạn, lúc đầu các bạn sẽ hăng lắm, các bạn sẽ có một cái giai đoạn mới ra trường, các bạn không biết gì hết. Nhưng một thời gian sau, một thời gian ngắn sau, các bạn bắt đầu học tập nhiều hơn, các bạn sẽ cảm thấy, à mình làm được nhiều thứ quá, mình xong rồi mình làm. Thì lúc đó kiến thức các bạn còn đông lắm, các bạn không nhìn thấy gì sâu. Các bạn cứ làm, các bạn không biết gì sâu. Và một thời gian nào đó các bạn chứng hơn, các bạn sẽ dũng lại và các bạn không dám làm gì hết. Bởi vì các bạn biết các bạn đặt nhau xuống không có biết kinh, đặt nhau xuống không có biết kinh, không biết kinh cần, không biết kinh xa. Và bây giờ mình cho các bạn đặt bút xuống chiếc cho mình ăn, tin được gần như thế nào, tin được xa như thế nào, các bạn không biết đâu. Các bạn không tin được bởi các bạn không đủ kinh nghiệm để các bạn tin được. Nhưng khi các bạn trải qua một thời gian dài, các bạn bắt đầu gặp lại những biến chứng đó, các bạn sẽ có được những khả năng tin được đó. Và lúc đó các bạn sẽ chỉnh lại, nhìn bệnh nhân từ chối chứ không, ca này cũng không dám mổ, bởi vì khả năng ung thư không thể nào để giải quyết được cái tin được xa đó. Lúc đó là các bạn sẽ chứng đó. Và lúc vô, á, dễ, vừa mua tới đây, vừa cắt. Không cần biết tăng bụng dày, không cần biết tăng bụng mỏng, không cần biết vị trí ruột thừa như thế này, ruột thừa thấp, ruột thừa sau mang kèm, ruột thừa gì, hoặc là giai đoạn mưa ngủ chưa, giai đoạn đầu, giai đoạn sớm. Thì những cái động tác của mấy bạn sẽ là này, chỉ biết ruột, hoặc cái gì sao 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 đó, mấy bạn sẽ không phân biệt, không biết được. Cái đó là cái đơn giản, còn đây là một trong những cái mắt. Nếu mà bác sĩ nào mới, phẫu thuật, hoặc là phẫu thuật từ thiện, thì nó thẳng phẫu thuật từ thiện, tức là dùng cửa phẫu thuật lớn. Cái này nó sẽ cao hơn. Đó. Cái đó, cái đó. Mở ra thì sáng không? Sáng trước, lớp tế bào nội môn đầy đủ, mấy chuyện tinh thể tốt, làm việc tinh thể để tạo vào, để đến sáng trước. Nhưng 5 năm sau, tự nhiên thì ngày 1 không được ngồi được. Hoặc là 10 năm sau, không còn ai nhớ thấy được phẫu thuật đó được. Nhưng có thể nó có một cái linh. Mình cũng không biết được là do phẫu thuật hay là do bản thân của cái người đó có một cái khiếm khuyết di truyền. Chúng ta phải làm gen ta mới biết, cái đó thì quá phức tạp rồi. Nó làm gen thì nó là tạp tiền nọ, nó nói chung vô cái dòng bệnh đó. Chứ mà mình là người có thể không biết được. Rồi đột thủy tinh thể người già. Đột thủy tinh thể người già là một cái dụng phổ biến ha. Hơn nữa nó có mấy bạn sẽ lọc tương lai bác sĩ mắt được đột thủy tinh thể, cho nên chuẩn bị đi ha. Rồi phẫu thuật thì giúp phục hồi thị lực. Cái kiểu cataract đó là đột thủy tinh thể các bạn. Cái cục đó là cục cường đó, mấy bạn nhìn vào mắt sẽ trắng cái như vậy. Lấy cái đó ra đặt cái tinh thể để tạo vào thôi, không vấn đề gì hết. Lông cơ cắt mở, cái này là cái gì sẽ lưu ý với bạn ha, đặc biệt là lông cơ gây mất tinh huyết. Thì cái dạng lông cơ mạng tính như thế này còn gọi là lông cơ cắt mở, cắt mở thông thường nó sẽ là do di truyền. Và một cái mắc phải nữa là do tập tinh huyết. Tập tinh huyết do di truyền nó sẽ làm cho cái vùng bè của các bạn, tức là cái vùng thấp hơn của dịch của các bạn nó tổn thương từ từ. Thì từ từ đó cái chỉ dịch của các bạn nó tiết ra hàng ngày, mà nó không được hấp thu đầy đủ thì nó sẽ ứ lại trong mắt mỗi ngày nhiều hơn. Con mắt của mấy bạn là một cái quả cầu, nó không chứa nước trong đó và cái lượng nước đó sẽ được thay thế hàng ngày, nó tiết ra bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu để tạo một cái sự tuần hoàn trong dưỡng của trong mắt. Vì lý là do gì đó thuộc về mấy bạn tổn thương do di truyền hoặc do tập tinh huyết, nó không được hấp thu đầy đủ, cái nước nó ứ trong mắt mấy bạn thì con mắt mấy bạn càng ngày nó sẽ càng cứng lên nhanh. Con mắt của mấy bạn cái vỏ nó rất là dày và chắc, giác mạc rất dày và bộ mạc rất dày. Tuy nhiên cái lỗ phía sau của các bạn là một cái lỗ thủng tự nhiên, nó thành hãng cầu cho các mạch máu và thần kinh đi vào trong mắt. Thì cái lỗ đó là cái lỗ dây thần kinh số 2 của mình đi vào. Áp lực trong mắt rất cao, nó sẽ đè lên cái đầu dây thần kinh thị giác của đó, nó đè lên. Còn dây thần kinh thị giác của mình cố gắng chui vào trong mắt, nó đè nó sẽ đẩy
dẹp cái dòng dây thần kinh đi, và dây thần kinh của mình sẽ bị tổn thương, thiếu máu, sẽ chết dần, chết mòn theo thời gian. Đầu tiên là những cái sợi thần kinh đông nó chết trước là của thị trường chu vi, bệnh nhân không phát hiện. Tới giai đoạn sau cùng chỉ còn lại những sợi trung tâm, bệnh nhân chỉ nhìn được thị trường trung tâm mà thôi, khi đó giống như nhìn con gáo chưa. Bệnh nhân đi khám, bác sĩ đánh giá thị trường trung tâm 10/10 nhưng mất hoàn toàn thị trường chu vi cho dây thần kinh chết. Khi đó bệnh nhân nhìn thẳng cái đường nhưng mà mất trung tâm cho nên đi rất là dễ đổ bàn, đổ ghế và không được lái xe, rất là khó, rất dễ gây tai nạn. Các bạn thử tưởng tượng cho các bạn dùng một cái nón, ngày xưa chỉ có một cái nón gian nút và rất là rộng ra như thế này, bạn thử nào mà đi nắng sẽ biết ha, có một cái dạng nón che nắng có cái mặt ra vậy nè, cái mặt tội cái đó nó nghiêng như thế này sao chị vẫn cầm hiện trường của Vi, nhưng khi bắt thêm cái nón bảo hiểm nữa bởi vì cái mũi của nó lặp vô như thế này. Tự nhiên chị đeo vô, chị lái xe không được, chị chạy xe không được. Bởi vì cặp vô như thế này, chị không thấy xe lên non để chị tránh. Ha, mình đâu thể nào mình nhìn cái chiếu hậu ngoài, mình sẽ nhìn thẳng, nhưng mà mình sẽ có cảm giác là cái xe nào đó sắp vượt mình sẽ hơi tắt vào bên phải một tí xíu. Các bạn sẽ có cảm giác đó. Tức là khi các bạn đang chạy mà các bạn biết là có một xe chạy vượt đường các bạn, cái phản xạ tự nhiên các bạn sẽ hơi thả một xe bên trong để các bạn tránh. Còn nếu các bạn không có cảm nhận những xe đó, bạn còn chủ nguyên hoặc thậm chí tự nhiên thấy cái cây đọc tung ra ngoài một phát, hốt ngay cái thằng chạy lên liền. Và mấy bạn mất cái thị trường chu vi như thế này, các bạn tự chạy, các bạn sẽ không chạy được, chỉ mất ngay cái nón đó, ngay ngày đầu tiên sử dụng. Mỗi mua về xài thử các em, lúc ngay, ngay, tại vì mình tính có một cái mũi ra dài dài như thế này, mình sẽ tránh nắng được tốt hơn, đúng không? Ai ngờ nó cản thị trường của chị, nha, cho nên là rất là nguy hiểm. Và tới giai đoạn cuối đó là những cái sợi sau cùng, nếu mà mình không giữ được những cái sợi đó mà bệnh nhân tiếp tục để cho mất nữa thì sao các bạn? Phù mắt ha, cho nên lô cơ mãn tính khi mà phát hiện giai đoạn cuối rồi thì nó là không phục hồi được thì lâm là do nhiên bệnh nhân bị chết nha. Cho dù mấy bạn có giữ lại thì chỉ giữ lại được những gì còn đang có chứ không phục hồi được những thứ đã chết đi, cho nên bệnh này nó nguy hiểm là như vậy. Rồi giảm thiểu từ từ, còn những nguyên nhân khác như là viêm thần kinh mãn tính, viêm thực quản mạng hay là viêm màng bầu đào mãn tính. Rồi những nguyên nhân bệnh lý mạng điện tuổi già, ví dụ như là thoái hóa mạng điện tuổi già, bệnh mạng điện đường, bệnh mạng huyết áp, vân vân, có các bệnh mạng thoái hóa do sắc tố, do di truyền. Ngày xưa khi mà mình không hiểu biết thì một số người lớn tuổi mờ mắt, người ta sẽ nghĩ ôi cái đó là do tuổi già, tao không cần chữa đâu, chữa tốn tiền mà tao già cũng không thấy được. Cái đó là quan điểm sai lầm nha các bạn, bởi vì bệnh lý mạng điện tuổi già có những dạng điều trị được và những dạng không điều trị được. Mấy bạn phải đi khám mới biết thế nào điều trị được hay không. Rồi còn bệnh lý động mạch tiểu đường, bệnh lý động mạch trên cao huyết áp lâu năm vẫn có thể dự phòng và điều trị được cho những bệnh nhân lớn tuổi, cho nên các bạn đừng chết vì thiếu hiểu biết nha. Những bạn nào sau này có bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp nên cho đi khám mắt tối thiểu mỗi năm một lần. Khi nào mà bác sĩ mắt phát hiện bất thường, người ta sẽ hẹn lịch tái khám gần hơn. Còn nếu mà bệnh nhân chưa có gì hết thì vẫn phải cho đi khám mắt để phát hiện những cái tổn thương giai đoạn sớm. Khi đó chưa có ảnh hưởng tới mắt, người ta sẽ xử lý để giữ thị lực cho bệnh nhân lâu dài nha. Rồi đó là cái phần giảm thị lực. Thì có một cái slide nhỏ nhỏ về nhược thị, có bạn nào biết về nhược thị không? Chị không biết là mấy bạn có nghe cái này chưa, nhưng mà thỉnh thoảng có một số bạn còn hỏi với chị ơi, tự nhiên em đi khám mắt ra mắt kiến, bác sĩ nói em bị nhược thị rồi, bây giờ sao giờ, em mổ ta sẽ có hết hay không nha. Nhược thị có nghĩa là mắt của tụi em, cái thị lực của em giảm và không điều trị được gì nữa hết, không mổ sáng, không làm gì sáng được, theo kinh cũng không sáng, nó sao thì cứ đi vậy, cái đó gọi là nhược thị. Mặc dù mắt em vẫn đi gãy, mắt có bệnh lý cái gì hết năm. Chị sẽ cho những cái ví dụ để các bạn biết được rõ ràng hơn. Những cái nguyên nhân do nhược thị như là bé nè, được những cơ thể bẩm sinh để bất cập khúc xạ. Rồi các bạn sẽ có một cái khái niệm rõ ràng hơn khi các bạn biết về giải phẫu sinh lý, như là sự phát triển của mắt. Mắt của một em bé hoặc là của một động vật khi sinh ra nó phải nhìn, nó không nhìn nó sẽ không thấy. Ví dụ đơn giản đầu tiên, một con mèo mới sinh ra đời, người ta lấy cái băng che kính mắt lại, 3 tháng sau người ta mở băng ra, con mèo bị phù vĩnh viễn, không phục hồi được. Con mèo có lớn không? Có lớn. Mắt mở ra có lông lăng, có bệnh lý gì không? Không có gì hết. Nhưng nó có cái tội người ta che lại, không cho nó nhìn thấy trong 3 tháng liên tục sau sinh, thì mở cái băng ra nó bị phù. Thì con mắt của mình cũng vậy các bạn. Nào, nếu mà một em bé ra đời, con mắt nó không được nhìn, con mắt nó sẽ
sinh thường giống như con mèo như vậy. Khi mà mấy bạn sinh ra đời, mắt mấy bạn sẽ phải nhìn, thì lực của mấy bạn mới để ra không có được 10 phần 10 đâu. Mấy bạn chỉ nhìn được hình dạng của mặt mẹ thôi, các bạn không nhìn thấy mắt mũi gì hết. Từ từ 1-2 tháng các bạn cũng nhìn được mặt mẹ mình, và sau đó các bạn mới phân biệt được màu, và sau đó các bạn mới nhìn xa hơn. Thành ra khi mà em bé nó sinh ra đời á, đừng có bày đặt đứng xa xa, kêu con ơi, cái đồ con nó có thấy em đâu nha. Các bạn hãy đưa cái mặt các bạn vô nhà nhà, nó nhìn thấy một xíu thôi nha. Đừng có chạy đứng xa, hay lô con giống nè, nó không thấy gì hết nha. Và mắt nó sẽ học, mắt nó sẽ phục hồi thị lực dần, và cái chức năng thị giác của nó phát triển, nào là nhìn hình nổi, nào là hợp thị, nào là phân biệt màu, hình ảnh, phân biệt sáng tối, vân vân. Tất cả chức năng thị giác nó sẽ hoàn thiện cho đến 12 tuổi, nó mới hoàn thiện được. Còn trước đó, con mắt của các bạn tiếp tục học và hoàn thiện dần dần. Đó là sự quá trình học tập của mắt. Khi mà thị lực thị giác các bạn đang hoàn thiện như thế này, và các bạn cắt đứt ngang như thế này thì sao? Cắt đứt như thế này, nếu mà không giải đáp cái sự cắt đứt đó đi, nó sẽ mất luôn những gì còn lại, đó là nhận thị. Thì giác các bạn sẽ không phát triển được tới cái mức 10 phần 10. Ví dụ thị lực các bạn đang tăng, đang hoàn thiện về màu sắc, đang hoàn thiện về nhìn hình nổi, đang hoàn thiện về thị lực, chặn ngang như thế này, nó chỉ có được mức này thôi, mất hết những cái tháng này. Sau này khi các bạn đang trưởng thành rồi, sau 12 tuổi, 13 tuổi, 18 tuổi, các bạn có quay lại hỏi chị ơi, em có thể sửa chữa được cái mức này nữa hay không? Dạ thưa không, mức này là mức này, những cái mức này là mức của chị nha. Vậy sao ví dụ rõ hơn với bạn? Ví dụ đầu tiên là bé bẩm sinh, bé nó sinh ra một mắt nó thẳng, một mắt nó nghiêng ha, con mắt nghiêng nó nhìn hình lần này, con mắt thẳng nhìn hình phía trước, thì hai con mắt của nó hai hình khác nhau. Não của mấy bạn không làm việc được với hai hình, bé không biết được đi, nó không thể đi được hướng này, không đi được hướng này, não sẽ xóa bỏ cái hình chu vi và cái hình lần này, tẩy não luôn một con mắt, chỉ dùng một hình để cho bé nó đi mà thôi. Nếu mấy bạn không phẫu thuật hoặc không đeo kính cho nó tập, cho mắt nó trở về chính thị như thế này, thẳng như thế này, thì não sẽ bỏ thưởng vị. Còn trong lúc đó mấy bạn sẽ từ dõi lén mấy bạn cho nhân kính tập hoặc là phẫu thuật kéo cơ, thì hai con mắt các bạn chỉ với một hình, thì lúc đó thì não mới nhắc nhận được con mắt này và sẽ phục hồi lại được cho mấy bạn. Còn nếu mấy bạn để cho lớn chút xíu, mấy bạn sẽ mổ kéo kiểm lại, thì não mấy bạn sẽ quên con mắt này thưởng vị. Mấy bạn có kéo lại một nửa thì chỉ cái mặt thẩm thủy thôi, nhưng không não, não mình phải chỉnh được nha. Cái đó là lẽ bẩm sinh. Và đột thủy tinh thể bẩm sinh là như thế nào? Đột thủy tinh thể bẩm sinh là cái cục cường của mấy bạn, nó đục nó che cái không gian sáng vào trong mắt, thì con mắt này của mấy bạn không thấy đường nha. Nếu mà mấy bạn lấy cái cục cường đục ra, thế cục cường giả lại vô trong mắt thì ánh sáng tiếp tục vào, thì mắt mới nhìn thấy được. Còn nếu mà mấy bạn không lấy cục cường nó ra thì con mắt nó sẽ đục đi, không hoạt động, giống như che mắt của con mèo vậy đó nha. Thành ra những đứa này mấy bạn mổ rất sớm, từ khoảng ra tháng là mấy bạn phải mổ, mấy bạn đừng chờ đợi hơn nữa. Các bạn mà mổ cứ tới 6 tháng, các bạn sẽ làm mất 80% thì lực của nó vĩnh viễn, mất đi nguyên khối này luôn. Còn mấy bạn mà đợi cho tới ra nó 3 tuổi, các bạn sẽ mổ, tức là thị lực của nó còn thấp như thế này, các bạn sẽ mất được 95% thì lực vĩnh viễn của nó. Cho dù mổ hết, nó còn không đi được. Cái đó là sự mất đi, giờ bạn cũng có ghi nhận hình nha. Và một cái mở nghĩ nữa là bất động phóng xạ. Bất động phóng xạ đi là gì? Mấy bạn không đều nhau cái phóng xạ. Tầm mắt của mấy bạn tốt, còn tầm mắt của mấy bạn tự nhiên bị cận thị 3 rồi nữa nè, các bạn không biết. Cho tới lần này nào đó đi khám sức khỏe ở trường, rồi lên đại học đi khám thì mới phát hiện một mắt của mình mờ, một mắt mình rõ. Khi đó mấy bạn hỏi chị ơi, em có thể mổ laser được chưa? Sau 18 tuổi rồi thì mổ laser rồi, nhưng chị nói mổ không sang. Là sao? Là con mắt của mấy bạn từ nhỏ, con mắt này của mấy bạn là phát triển chính thị hoàn toàn, thị lực 10 phần 10, não chấm điểm cho bạn là 10 phần 10, thì tốt nghiệp sau 10 tuổi mới cho mấy bạn 10 điểm. Còn con mắt bên này các bạn cần 3 độ, mấy bạn chỉ nhìn được khoảng 4-5 phần 10 mà thôi, mấy bạn không nhìn được rõ hơn nữa. Nếu mà mấy bạn không chịu tập đeo kính từ nhỏ, không được chỉnh cho nó lên 10 phần 10, thì sau này sau 10 tuổi não sẽ vẫn giữ nguyên trình độ của con mắt này là 3 phần 10, 4 phần 10, nó không cải thiện được nữa. Trong trường hợp này, mấy bạn phải tập đeo kính từ nhỏ, đeo trên lòng cũng được, thì mấy bạn sẽ tập dần dần quen cho thị lực các bạn tăng lên 3 phần 10, 4 phần 10, 5 phần 10, 6 phần 10, 7, 8, 9, 10 phần 10. Các bạn có thể đeo bên đây mắt vợ
và cái chứng minh này 3 độ cũng được, 4 độ cũng được, nhưng hai mắt nó sẽ làm việc với chức năng giúp đều nhau 10/10. Thì sau này sau 18 tuổi bạn mổ được ra dích thì thị giác của bạn cũng được 10/10. Vì sao? Vì mặt tốt nghiệp của não cắt cho nó là gì? 10/10. Còn cái chuyện đeo kính hay không là mấy bạn có mổ ra dích thì chỉnh được, không sao hết. Còn nếu mấy bạn không chịu đeo kính, não mấy bạn chỉ cho được 3/10 mà thôi, mấy bạn không mổ não được, mấy bạn chỉ có thể mổ ra dích được của mắt thôi nha. Mổ ra dích có nghĩa là gì? Đeo kính hoặc không đeo kính. Và cái chuyện mà mắt thấy được thị giác bao nhiêu do não, cho nên tập não là cái quan trọng nhất, cái đó là chuyện của mấy bạn. Hàng năm một số bạn không đeo kính, cái sau này hỏi với chị ơi em có bỏ được không? Không, bỏ thì không sáng, không có làm gì nha. Cho nên đừng có để đợi lớn đeo kính. Từ nhỏ các bạn phải đảm bảo rằng hôm nay trong mắt các bạn đặt thị lực nó tối đa, thì sau này các bạn cũng là thị lực được. Còn nếu mà các bạn đã phát hiện thị lực của mình có vấn đề, các bạn sẽ được khám để nhận cho tới 12 tuổi thôi, đừng để trẻ hơn nữa. Mấy bạn để trẻ hơn nữa không cần một hồi được thời gian. 10-12 tuổi là giai đoạn giáp kích rồi. Các bạn tới cái mình trung 5 tuổi trước khi bạn bắt đầu, các bạn hay còn con cháu mình đi kiểm tra lại. Nếu mà không có hiện tượng thì bạn có mình cho khám để coi cái tình giác của hai mình có 10-10 hay không. Ha, thì em thôi, các bạn phát hiện sau 10-12 tuổi rồi không chỉnh được nữa các bạn. Rồi, bài hết rồi, có gì hỏi không? Không có gì hỏi gì về chơi. Có gặp bài thì xin gửi email, xin gửi bài cho các bạn.